Khúc Tân Mai quá tuyệt. Ví dụ như mình đang làm inox nha đúng không? Vâng. Thì mình cho cái này là nó mức tối thiểu, ví dụ như là chạy dây 0.8 đi. Vâng. Hay là 1 ly đi. Vâng. Thì là để mức nào thì nó hợp lý nhất. Đấy, mình cái thân thú thôi.